Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Ngọc Tuấn, sinh năm 1990, trú tại thôn Trúc Nội, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, tại xưởng sản xuất ở thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, do Tuấn là giám đốc, có dấu hiệu sản xuất hàng giả là nước giặt, nước xả. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở và kho của công ty, xác định Lương Ngọc Tuấn cùng nhân viên có hành vi sản xuất các sản phẩm nước giặt, nước xả, nước rửa chén nhãn hiệu Dini, Higien, Tao Ao, lấy xuất xứ nhà sản xuất các công ty tại Thái Lan. Cơ quan điều tra đã thu giữ 34 đồ vật, phương tiện hóa chất, hương phụ liệu, tem nhãn và sản phẩm thành phẩm, đóng can và túi nhựa là nước giặt, nhãn Dini, nước xả vải, nhãn Higien, nước rửa chén, nhãn Tao Ao. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lương Ngọc Tuấn để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hiện nay, loại nước giặt của nhãn hiệu nổi tiếng như Higien, Dini, loại 3 lít có giá trên tới 200.000 đồng. Tuy nhiên, với tâm lý ham rẻ, người dùng rất dễ mua phải các sản phẩm nước giặt bị làm giả, làm nhái các thương hiệu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thông tin đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 1985, trú tại tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn công nghệ môi trường và địa ốc Tà Nguyễn ký 16 hợp đồng tư vấn với 16 chủ dự án để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 16 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mặc dù công ty không đảm bảo năng lực về nhân sự trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng Nguyễn Thị Thùy Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn công nghệ môi trường và địa ốc Tà Nguyễn đã sử dụng bằng cấp của các chuyên gia có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường, không làm việc cho công ty Tà Nguyễn đưa vào hồ sơ năng lực để được chỉ định thầu, đồng thời scan chữ ký của những cá nhân không tham gia vào danh sách thành viên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường vào trong báo cáo. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh làm rõ đối với việc lập 3 báo cáo đánh giá tác động môi trường, tổng giá trị đã được nhà nước thanh toán trên 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng vụ án. Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc thông qua việc live stream quay phát trực tiếp trò chơi điện tử League of Legends trên YouTube. Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 11 năm 2018, Đặng Mạnh Cường, 27 tuổi, ở quận Hoàng Mai, lập kênh YouTube có nội dung chia sẻ các video chơi game để kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo và donate người chơi ủng hộ. Quá trình vận hành kênh, nhiều người xem đề nghị Cường tổ chức cá cược trong các phiên live và Cường đồng ý. Khoảng giữa tháng 5, Cường bàn bạc với Trần Đức Toàn, 28 tuổi, và Nguyễn Duy Thiện, 28 tuổi, tổ chức cá cược trên kênh YouTube của mình. Cường phát trực tiếp video bình luận về các game thủ nổi tiếng trên thế giới trò chơi League of Legends, tên tiếng Việt Liên minh Huyền thoại, chế độ chơi Teamfight Tactics, TFT, và kêu gọi người xem tham gia đặt cược cho thứ hạng chung cuộc của các game thủ này. Tại phần bình luận, Cường đăng tải đường link hướng dẫn người chơi đặt cược. Để tham gia, con bạc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Sau khi trận đấu kết thúc, căn cứ kết quả thứ hạng thi đấu của game thủ, nếu thắng, con bạc nhận về 1,85 lần số tiền đã đặt cược, người thua sẽ mất toàn bộ số tiền đã cược. Thông thường một ngày, Cường live stream 2 lần. Theo cơ quan chức năng, Thiện được giao làm thư ký, có nhiệm vụ cập nhật thông tin, thống kê các con bạc tham gia đặt cược. Kết thúc mỗi trận đấu, Thiện tính toán số tiền các con bạc thắng cược và cùng đồng bọn chuyển tiền thưởng cho con bạc thắng cược. Thiện giữ 15% tổng số tiền con bạc thắng cược để ăn chia nhằm che giấu dòng tiền hưởng lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc.
Cường, Thiện và Toàn đã cấu kết với Nguyễn Trọng Tụng, 28 tuổi, Hoàng Mạnh Hải, 24 tuổi và một số đối tượng khác để sử dụng các tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền thắng bạc. Qua điều tra, cảnh sát xác định, từ ngày 14 tháng 5 đến nay, tổng số tiền các đối tượng chuyển vào rút ra để tham gia đánh bạc là khoảng 70 tỷ đồng, với khoảng 65.000 giao dịch đặt cược, cá độ của khoảng 1.000 con bạc. Số tiền các đối tượng hưởng lợi lên đến hàng tỷ đồng. Ngày 25 tháng 9, cơ quan chức năng triển khai đồng loạt 9 tổ công tác tổ chức khám xét nhà của Đặng Mạnh Cường và 11 đối tượng, trong đó 7 đối tượng tại Hà Nội, 3 đối tượng tại Đồng Nai, 1 đối tượng tại Bình Phước, thu giữ 5 máy tính, 11 điện thoại và nhiều tài liệu khác có liên quan. 12 đối tượng đã bị công an Hà Nội khởi tố bị can về tội tổ chức đánh bạc. Công an Hà Nội cho biết thời gian qua xuất hiện tình trạng giả danh shipper, nhân viên giao hàng, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Thủ đoạn của những người lừa đảo là thu thập thông tin cá nhân qua việc người dân để lại thông tin cá nhân trên các trang mua hàng online, mua thông tin khách hàng qua các viên live stream trên mạng xã hội, truy cập vào các trang mua hàng trên nền tảng mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng giả danh là shipper, các đơn vị giao hàng uy tín, gọi điện hỏi khách hàng có nhà không, do bận hoặc không có ở nhà để nhận hàng và số tiền thanh toán không lớn, nên khách hàng dễ dàng đồng ý chuyển khoản, thanh toán cho người lừa đảo. Sau khi người dân chuyển khoản thành công, người giả danh shipper sẽ thông báo chưa nhận được tiền hoặc có sự nhầm lẫn số tài khoản, hệ thống sẽ tự động trừ từ 3 đến 3,5 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của khách hàng. Khi nạn nhân muốn lấy lại tiền thì sẽ được gửi link liên kết đến trang web và số điện thoại giả mạo của đơn vị giao hàng để liên hệ. Khi người dân bấm vào đường link liên kết giả mạo thì sẽ có nguy cơ điện thoại bị nhiễm mã độc, bị chiếm đoạt thông tin cá nhân quan trọng và mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử. Người lừa lúc này sẽ dễ dàng lấy cắp tiền trong tài khoản. Lấy ví dụ một trường hợp cụ thể, Công an Hà Nội cho biết vào những ngày đầu tháng 10, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận tin trình báo của bà H, 66 tuổi, bị người giả danh shipper lừa đảo gọi điện nhận hàng. Do không có nhà nên bà đã chuyển khoản tiền hàng cho người lạ. Tuy nhiên, người giả danh shipper đã gọi lại báo chưa nhận được tiền rồi hướng dẫn bà nhấn vào đường link đối tượng gửi. Khi làm theo hướng dẫn xong, bà H phát hiện hai tài khoản ngân hàng bị mất gần 100 triệu đồng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 9 tháng 10 tại khu đô thị mới Văn Tang, huyện Văn Tang, tỉnh Hưng Yên. Vào thời gian trên, người dân trong khu vực bỗng nghe tiếng động phát lớn ra từ khu vực nhà hàng đang xây dựng ở sát một tòa nhà thương mại dịch vụ cao 5 tầng. Khi mọi người lại gần, thấy toàn bộ phần mái sắt sàn tầng 2 của quán bị đổ sập ngổn ngang, phát hiện trong đống đổ nát một người đàn ông bị mắc kẹt. Ngay lập tức, gần chục người lao vào đống đổ nát để hỗ trợ và đưa người đàn ông ra bên ngoài. Tại thời điểm được đưa ra ngoài, người đàn ông trung niên đã bất tỉnh, mặt mũi chân tay tím tái. Mọi người đã gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo một số người dân trong khu vực, nhà hàng này đang trong quá trình xây dựng. Vật liệu được sử dụng chủ yếu là khung thép tiền chế và gạch vữa, bê tông nhẹ. Tuy nhiên, khi theo dõi quá trình xây dựng, nhiều người đã hoài nghi về tính ổn định của công trình do hệ thống cột, khung đỡ sử dụng loại thép có kích thước nhỏ so với quy mô. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ.